Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hạp Store Music vừa gửi cho mình một cây đàn kalimba rất là đặc biệt. Và đặc biệt như thế nào thì xin hãy cùng mình unbox nhé. Đây là một cây đàn 21 phím màu hồng. Và đó cũng chính là màu yêu thích của mình. Góc phải màn hình là hình ảnh của trang web Hạp Store. Link mua mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Phụ kiện cây đàn này bao gồm túi đựng đàn màu đen, búa điều chỉnh phím đàn, tiếp theo là một chiếc khăn lau, hai bộ dán phím đàn dùng cho cây táp, nhãn dán số và chữ, và cuối cùng nhân vật chính đã xuất hiện. Đẹp quá đúng không các bạn? Họa tiết hoa sen cách điệu được khắc rất là tinh xảo. Lỗ thác âm nằm dưới thùng đàn. Cây đàn này thì được làm từ gỗ mahogany. Phía trên đầu đàn có khắc tên Ares. Phím đàn được khắc sẵn chữ và số, cầm rất là vừa tay. Mình sẽ test âm thanh nhé. Video tiếp theo mình sẽ cover bằng cây đàn kalimba 21 phím này. Vì vậy xin hãy subscribe kênh của mình để đừng bỏ lỡ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.